Hello cả nhà hello. Welcome back Nhung Khoan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Mời quý vị nghe tin tức buổi chiều của VVA 1600 AM. Khá là đẹp so với những ngày vừa qua. 77 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Và hiện tại bây giờ đã 73 độ nhưng mà gió nam. Cho nên quý vị thấy nó có cái oi bức trong đó. 16% 16 giờ 1 giờ với gió nam hiện tại. Và ngày mai thì trời sẽ ấm hơn 81 độ, ngày thứ năm lên đến 79 độ. Để rồi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần lễ này, nhiệt độ lại giảm xuống khoảng mười mấy độ thưa quý vị. Ngày thứ hai tuần tới quý vị lại sẽ thấy nó mát hơn vì gió bắc thổi cao nhất trong ngày chỉ có 62 độ. Thời tiết này thấy có nhiều người cũng sụt xịt vì bông phấn, vì hoa cỏ, vì đủ thứ làm cho chúng ta cảm thấy là cái thời tiết nó không, mình không có chạy theo kịp thời tiết. Và bây giờ thì duyệt qua một số tin. Vâng thưa quý vị, vẫn là một cái tin mà chúng tôi thấy là cần phải nhắc nhở mọi người, nhất là nhiều khi mình bị lừa đó. Đó là một phụ nữ ở Nebraska đang phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp, cáo buộc khai thác vì cái trục trặc của máy bơm xăng ở một cái dịch vụ tại quận Lincoln. Thì nhà chức trách cho biết người phụ nữ này nhận thấy mà cái cô này cũng quẹt hai lần cái thẻ phần thưởng, rồi cô đặt cái máy bơm ở cái chế độ gọi là demo á để nhận xăng miễn phí. Bây giờ cô đã bị cáo buộc tiêu tốn của trạm gần 28.000 đô la tiền xăng trong thời gian khoảng 7 tháng. Đó là bản tin của AP. Và ngày hôm nay thì nhắc nhở mọi người nên mua vé số cầu may tối nay Mega Million 735 triệu, cái giải độc đắc hàng đầu có thể là cả được bạc tỷ đô la, mà có một cái vé số ở Florida đã giành được cái giải thưởng lớn với cái trò chơi này hồi năm ngoái là 1.602 tỷ đô la. Đó là nhắc quý vị nên mua, và Liên Bích cũng đã mua hai vé Mega với lại Powerball để mà mình cũng được cầu may. Một cựu nhân viên Boeing được biết đến vì từng đưa ra cảnh cáo về tiêu chuẩn sản xuất của hãng đã tìm thấy chết tại Hoa Kỳ. Đài BBC đã loan cái tin này và đã đưa ra, thì lát nữa đây chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Video lan truyền về việc cái đập cái hình nộm của ông Biden khiến cho người ta kêu gọi các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng Hòa ở Kansas phải từ chức. Ngoài ra thì thưa quý vị, cảnh sát trưởng của thành phố Uvalde cũng sẽ bác bỏ cái xác nhận của một sĩ quan cảnh sát địa phương là làm sai trong cái vụ thảm sát của trường tiểu học Rock. Và ông này tự nhiên đột ngột tuyên bố từ chức. Vâng thưa quý vị, cảnh sát Arlington đã bắt một người phụ nữ đang tìm kiếm thêm những ngôi nhà cộng đồng không có giấy phép sau khi có báo cáo về cáo buộc lạm dụng, bỏ bê, trộm cắp, lừa đảo đối với khách hàng trên khắp quận Tarrant. Ngoài ra, tin từ CNBC cho biết tại một vùng ngoại ô sang trọng ở chân đồi San Diego, một nữ hoàng tội phạm bán lẻ có tổ chức đã xây dựng một đế chế ở đó. Và bây giờ thì mời chị Diễm Quỳnh với bản tin đầu tiên. Dạ vâng thưa quý vị, Đại sứ Hoa Kỳ sắp dẫn đoàn Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh về đầu tư ở Hoa Kỳ. Ông Đại sứ Hoa Kỳ Mark Kempner ngày hôm nay cho biết ông sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tới dự hội nghị thượng đỉnh về đầu tư Select USA tại Hoa Kỳ vào tháng 6 năm nay. Đại sứ quán cho biết trên Facebook, sự kiện xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Kỳ được coi là số 1 ở đây và sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 6. Ông đại sứ Knepper cho biết rằng sự kiện này sẽ cho đoàn Việt Nam được thấy môi trường kích thích đổi mới và sáng tạo của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đại sứ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh về đầu tư, dù rằng muốn thành lập cơ sở mới hay là mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ. Và cũng ngày hôm nay, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, bà Suzanne Bell,
cho biết rằng bà rất vui mừng khi có cơ hội phát biểu khai mạc buổi hội thảo đầu tư kinh doanh ở Hoa Kỳ do Thương vụ Hoa Kỳ tổ chức liên quan tới hội nghị thượng đỉnh về đầu tư Select USA. Vào năm ngoái, thì theo đạo sứ Knepper, ông cũng đã dẫn đầu một đoàn Việt Nam tới tham dự sự kiện diễn ra ở khu vực thủ đô của Hoa Kỳ. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, năm 2023, đoàn Việt Nam dự sự kiện Select USA có hơn 30 đại biểu từ 20 doanh nghiệp đã hoặc là đang có ý định đầu tư sang Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực như là các ngành nghề khác nhau, sản xuất, lắp ráp xe, pin xe điện, công nghệ, phần mềm, thiết kế nội thất, xây dựng logistics, vận tải, thực phẩm hoặc là bao bì. Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Washington khi đó đã tổ chức một buổi gặp mặt các doanh nghiệp Việt Nam với sự tham dự của bà Diane Farrell là Phó Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và các đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng, Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ, chính quyền một số tiểu bang, các doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư cũng như là một số hiệp hội và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư tại Việt Nam. Thông báo về việc phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức đoàn tham dự hội nghị vào tháng 6, thì Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết là Select USA là một chương trình của Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhằm xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động đầu tư vào Hoa Kỳ cũng như là giúp các nhà đầu tư tìm được thông tin cần thiết để đưa ra quyết định. Vâng, trở lại với Liên Minh. Vâng, thưa quý vị, tin từ Lincoln của Nebraska, tin của AP, thì các thông tin viên cho biết thật không may cho cô này là quý vị không thể làm điều đó. Đây là một phụ nữ 45 tuổi đã bị bắt hồi 6 tháng 3 và đối diện với cáo buộc trọng tội đã trộm cắp trạm xăng và trả gần 28.000 đô la. Các thông tin viên cho biết người phụ nữ này đã khai thác hệ thống trong khoảng thời gian vài tháng. Cảnh sát biết được vấn đề này vào tháng 10 khi mà người quản lý phòng chống mất mát tại Bozeman Enterprises báo cáo rằng Pump and Pantry của công ty ở Lincoln đã bị lừa đảo. Máy bơm nhiên liệu đã nhận được bản cập nhật vào tháng 11/2022. Trong đó quản lý thẻ thưởng nhưng mà công ty không hề biết một cái trục trặc cho phép bất cứ ai quẹt cái thẻ thưởng hai lần đưa cái máy bơm xăng vào cái màn trình diễn. Thì ở cái màn demo đó, người dùng có thể bơm xăng miễn phí. Một tuyên bố có thể xảy ra từ các công tố viên cho biết người quản lý phòng chống mất mát xác định rằng một thẻ cụ thể đã được sử dụng nhiều lần để lấy xăng miễn phí và cảnh sát có thể lần ra thẻ của nghi phạm. Và cái video giám sát thấy người phụ nữ này đã bơm xăng nhiều lần từ tháng 11/2022 cho đến ngày 1 tháng 6 khi trục trặc được tìm thấy. Nhà chức trách tin rằng người phụ nữ này không chỉ lợi dụng cho lừa đảo để lấy xăng miễn phí mà còn cho phép một phụ nữ khác sử dụng thẻ của mình. Tuyên bố nguyên nhân, nhà chức trách tin rằng người phụ nữ đã trả cho Thompson 500 đô la để mua xăng, lẽ ra phải có giá 700. Tóm lại, thẻ đã sử dụng 510 lần và hơn 7.400 gallon xăng đã được bơm miễn phí. Tuyên bố về nguyên nhân có thể cho biết cô này sẽ ra tòa ngày 11 tháng 4 tới đây. Một tin nhắn điện thoại đã được để lại hôm nay cho luật sư của cô ta. Thấy không? Gian tham thì thâm thôi. Nhưng mà có nhiều người cũng tin ha. Cô này đâu phải đâu tin đâu. Bây giờ đưa cho chị cái thẻ mà trị giá là 700 mà chị trả có 500. Thì nếu mà lòng tham mình nổi lên là mình lấy mua liền, rẻ được 200 thì cô này cô gạt mà. Thì cô mới gom lại để cô đi ra cô bơm xăng đó. Rồi bây giờ cô bơm tới 28.000 đô la tới 7.000 mấy trăm gallon xăng. Thì bây giờ thì sẽ ở tù mà thôi. Thấy không? Vâng, thưa quý vị, dân biểu Đảng Cộng Hòa, ông Ken Burke của Colorado, một người bảo thủ theo đường lối cứng rắn, là người cũng đã nhiều lần xung đột với Đảng Cộng Hòa, tuyên bố ngày hôm nay ông sẽ rời Quốc hội vào cuối tuần tới. Ông chỉ trích sự rối loạn chức năng ở Capitol Hill khi thảo luận về quyết định rời đi. Ông nói với phóng viên CNN, đây là năm tồi tệ nhất trong 9 năm 3 tháng mà tôi đã từng tham gia Quốc hội.
các thành viên cũ. Đây là năm tồi tệ nhất. Nhưng tôi sẽ rời đi vì tôi nghĩ ở đó có việc phải làm. Ông nói rằng nơi này vừa mới trở thành những nơi cãi vã và vô nghĩa, không thực sự làm được việc cho người dân Mỹ. Việc Đảng Cộng Hòa Colorado rời Hạ Viện sẽ làm dung chuyển sự tan vỡ đảng phái trong Hạ Viện, là nơi mà Đảng Cộng Hòa chỉ kiểm soát đa số rất là hẹp. Đây là một thách thức lớn đối với diễn giả Mike Johnson, người thường xuyên bị buộc phải dựa vào phiếu bầu từ Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa để có được những phần lớn của pháp luật. Ken Burke sắp rời Quốc hội. Quyết định từ chức của ông trước khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ làm giảm lợi thế mong manh của Đảng Cộng Hòa xuống còn 218 ghế so với 213 ghế của Đảng Dân Chủ với 3 chỗ trống. Với sự thất bại này, Đảng Cộng Hòa chỉ có thể để mất 2 phiếu bầu để thông qua luật về bỏ phiếu theo đường lối đảng phái. Bị Bass thúc ép về việc liệu tư cách ứng cử viên gốc được cho là của Donald Trump đó, có ảnh hưởng đến quyết định của anh hay không? Bớt nói rằng, cho dù ông ấy có phải là người được đề cử hay là không, thì tôi nghĩ hệ thống của chúng tôi đã bị hỏng trong cách chúng tôi chọn ứng cử viên, và tôi muốn tham gia vào quá trình đó. Bất cứ nơi nào tôi đến ở Colorado, tôi đều nghe nói rằng mọi người không hài lòng với Trump và họ không hài lòng với Biden. Bớt nói thêm, tôi sẽ tìm tổ chức phù hợp để tham gia và tôi sẽ bắt đầu giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải có những ứng cử viên tốt hơn trong cuộc bỏ phiếu. Bớt đã tuyên bố vào năm ngoái rằng ông sẽ không tái tranh cử với lý do quy mô. Chúng tôi có thể thu hút một số những buổi biểu diễn âm nhạc lớn nhất với thành phố và thu hút người hâm mộ từ khắp Texas và các tiểu bang xung quanh. Thị trưởng George Fuller cho biết, đây là sự bổ sung cho cộng đồng sẽ mang lại nhiều sức sống năng lượng hơn nữa cho một nền nghệ thuật vốn đã phát triển mạnh của chúng tôi, chắc chắn tiếp tục khiến cho Martini trở thành một trung tâm văn hóa giải trí trong khu vực. Và họ cho biết nhà hát vòng tròn hỗ trợ hơn 1.300 việc làm, tạo ra hơn 3 tỷ đô la cho hoạt động kinh tế khu vực địa phương trong 10 năm đầu hoạt động. Để xây dựng dự định sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và dự định sẽ mở cửa vào năm 2026. Thì thưa quý vị, đó là một cái tin khá vui cho cư dân ở thành phố Martini. Và thưa chị, đó là bản tin cuối cùng của bản tin chiều hôm nay. Cảm ơn chị Diễm Quỳnh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Và chúng tôi sẽ tiếp nối với quý vị vào ngày mai.